Liệu Benelux sẽ đáp ứng được tiêu chuẩn vàng của ISO 20022? Chào bạn, chào các pioneer. Trong video ngày hôm nay, Benelux Daily sẽ tuyển chọn một bài viết bình luận về sự kiện của Benelux và tiêu chuẩn của ISO 20022. Các bạn hãy lưu ý, thông tin của video ngày hôm nay được tổng hợp từ cộng đồng và không phải là nhận định hay quan điểm của Benelux Daily. Chúng tôi xin mời các pioneer tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Bài viết sau đây của tác giả Brandon Greigrist, một tay bút sắc sảo và uy tín của tờ Investorlay. Sau đây sẽ là nguyên văn của tác giả. Thế giới chuyển khoản ngân hàng toàn cầu và tiền điện tử từ lâu đã có mâu thuẫn với nhau. Sự ra đời của tiền điện tử có nguy cơ phá hủy hệ thống chuyển tiền quốc tế như một dịch vụ tập trung. Tuy nhiên, giờ đây, nhờ có ISO 20022, dường như các dịch vụ này có thể cùng tồn tại và mang lại những điều tốt nhất cho cả hai thế giới. Nhưng bạn nên mua tài sản tiền điện tử nào để hưởng lợi tốt nhất từ tiêu chuẩn sắp tới này? May mắn thay, có rất nhiều loại tiền điện tử đạt tiêu chuẩn ISO 20022 để bạn lựa chọn. Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế đứng đầu đằng sau việc tạo ra tiêu chuẩn ISO 20022. Tổ chức này đã giới thiệu ISO 20022 để có một phương pháp tiêu chuẩn nhằm phát triển thông điệp giữa các tổ chức tài chính. Thật vậy, các tổ chức trên khắp thế giới sử dụng ngôn ngữ mã hóa khác nhau của riêng họ. Điều này có thể khiến việc chuyển tiền quốc tế trở thành một quy trình rất lộn xộn và vô tổ chức. ISO 20022 sẽ thống nhất tất cả các định dạng này thành một ngôn ngữ duy nhất, ngôn ngữ đánh dấu Istanbul, XML. Nhiều tổ chức đang bắt đầu hỗ trợ ISO 20022. Đáng chú ý là Hiệp hội Diễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu, SWIFT, đã phê duyệt tiêu chuẩn này vào năm 2018. Tổ chức này đang chuyển đổi các thành viên của mình sang tiêu chuẩn ISO 20022. Đầu tháng 11, tổ chức này đã triển khai một môi trường thử nghiệm để khách hàng của mình cảm nhận về tiêu chuẩn. Họ cũng có kế hoạch triển khai tiêu chuẩn vào cuối năm tới. Chính phủ Hoa Kỳ cũng đang giúp đẩy nhanh việc áp dụng ISO 20022. Ban Dự trữ Liên bang FSR hiện cho biết các ngân hàng dự trữ liên bang sẽ áp dụng tiêu chuẩn này vào cuối năm 2023. Hỗ trợ của FSR và SWIFT đang nghiêng về phía ISO 20022. Tiêu chuẩn ISO 20022 có nguy cơ cản trở một số loại tiền điện tử. Có một số chuyên gia tin rằng việc áp dụng tiêu chuẩn này sẽ cản trở các loại tiền điện tử như Bitcoin và khiến chúng không trở nên phổ biến như chuyển tiền quốc tế. Tuy nhiên, đó không phải là trường hợp của một số ít tiền điện tử đáp ứng tiêu chuẩn ISO 20022. Có 5 loại tiền kỹ thuật số tuân thủ các yêu cầu của ISO 20022, khiến chúng trở nên phù hợp vào năm tới khi SWIFT áp dụng tiêu chuẩn này. Hai loại tiền điện tử này không chỉ tuân thủ ISO 20022, mà còn là thành viên của cơ quan tiêu chuẩn ISO 20022. Đó chính là Ripple và Stellar Lumens. Ripple là công ty đầu tiên trong số các công ty được thêm vào cơ quan này, mở ra tiêu chuẩn hóa cho công nghệ sổ cái phân tán. Stellar là một phần của tổ chức này thông qua IBM, công ty sử dụng Stellar để củng cố việc phát hành stablecoin của riêng mình. Các loại tiền tuân thủ ISO 20022 khác bao gồm USDC, LOTA và Algorand đều gắn kết tất cả các loại tiền điện tử này với nhau và phân biệt chúng với các loại tiền điện tử không tuân thủ là sự tập trung của chúng vào việc hợp lý hóa chuyển khoản ngân hàng quốc tế. Kết quả là họ là một trong những người áp dụng tiêu chuẩn ISO 20022 sớm nhất và nhận thấy rằng tiêu chuẩn này đang nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng từ các tổ chức. Ngoài 5 loại tiền này, còn có 3 loại tiền điện tử khác được đồn đại là tuân thủ. Tuy nhiên, những loại tiền điện tử này vẫn chưa được liệt kê chính thức. Danh sách này bao gồm Hedera, Hashgraph, Quant và Cardano. Benelux là công nghệ core cho tất cả các kết nối chéo của các blockchain hiện đang và sẽ được đồng bộ hóa trên Stellar. Theo tiêu chuẩn Basel III, ISO 20022, PIP 0044, CEP V20. Như vậy là chúng ta vừa xem lại những chi tiết rất giá trị của tác giả quốc tế. Quan điểm và góc nhìn của ông rất thú vị và đáng để chúng ta suy ngẫm về hành trình của Ripple trong giai đoạn sắp tới. Điểm nổi bật của bài viết này chính là các loại tiền điện tử được áp dụng vào ISO 20022.
trong đó có Stellar và Ripple. Đây được xem là hai blockchain mà Picoteam đã sử dụng công nghệ để xây dựng nên Pinetwork mà chúng ta đang sử dụng hiện nay. Còn quan điểm của bạn về vấn đề này thì thế nào? Bạn có cho là Pinetwork sẽ trở thành ứng viên tiếp theo phù hợp với tiêu chuẩn ISO 20022 hay không? Hãy để lại suy nghĩ của mình để thảo luận cùng cộng đồng Pioneer. Nếu thấy video hữu ích, các bạn hãy subscribe, like, share để lan tỏa thông điệp đến với cộng đồng, giúp mọi người hiểu thêm về dự án Pinetwork và giao dịch an toàn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.